Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin thị xã Hoa Thành của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay, mời quý khán giả điểm qua những tin chính sau. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh huyện tiếp xúc cử tri trên địa bàn thị xã Hòa Thành. Giám sát kết quả thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế. Công bố trao quyết định thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương năm 2024. Chiều ngày 4 tháng 6, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm bà Nguyễn Đại Thi, ủy viên ban thư vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thị xã Hòa Thành có buổi tiếp xúc cử tri xã Trường Hòa. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, thứ 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 của Hội đồng nhân dân thị xã Hòa Thành. Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thị xã, kỳ họp giữa năm 2024. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Trường Hòa rất phấn khởi và bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành của chính quyền các cấp, sự giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương thời gian qua và không có ý kiến gì thêm. Ngày 3 tháng 6, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm bà Trần Thị Ngọc Mai, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng tổ đại biểu thị xã Hòa Thành có buổi tiếp xúc cử tri phường Hiệp Tân. Cử tri phường Hiệp Tân rất phấn khởi và bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành của chính quyền các cấp, sự giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp trong các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm 2024 và có một số kiến nghị đến ngành chức năng khảo sát lắp đặt đèn báo hiệu khi đèn đỏ xe máy được phép rẽ phải tại giao lộ ngã tư hiệp trường. Mới đây, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã Hòa Thành do ông Lê Văn Tuấn, trưởng ban làm trưởng đoàn, có buổi giám sát kết quả thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo tại phường Đông Thành Bắc. Theo báo cáo Ủy ban Nhân dân phường Long Thành Bắc, trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, địa phương đã triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng, gồm các dự án như đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, truyền thông và giảm nghèo về thông tin, dự án nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình. Bên cạnh đó, công tác phân khai nguồn kinh phí thực hiện chương trình được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Cả chế độ chính sách cho đối tượng hộ nghèo cận nghèo được quan tâm thực hiện, góp phần hỗ trợ hộ nghèo giảm bớt khó khăn, có động lực dương lên thoát nghèo, tập trung các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội để chăm lo các đối tượng ngoài những chế độ chính sách được hỗ trợ từ ngân sách. Kết quả qua ra soát năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường hiện còn 67 hộ nghèo và cận nghèo chuẩn trung mương so với năm 2023 giảm 63 hộ, giảm 1,2% đạt chỉ tiêu đề ra. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát trao đổi đóng góp một số ý kiến để phường Long Thành Bắc tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn. Đoàn cũng đề nghị địa phương bổ sung nêu rõ hạn chế khó khăn và kiến nghị đề xuất hoàn chỉnh báo cáo để phục vụ phiên giải trình của thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã sắp tới. Mới đây, Công an Thị xã Hòa Thanh tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an Tây Ninh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho 27 cán bộ chiến sĩ. Giám đốc Công an Tây Ninh đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho 11 đồng chí, từ Trung úy lên Thượng úy cho 7 đồng chí, từ Thiếu úy lên Trung úy cho 2 đồng chí. Cùng với đó, nâng lương cấp bậc hàm Trung tá 2 đồng chí, cấp bậc hàm Thiếu tá 2 đồng chí, cấp bậc hàm Đại úy 3 đồng chí, Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Trung Quốc, trưởng Công an thị xã Hòa Thành, chúc mừng cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2024. Đồng thời mong muốn, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, các cán bộ chiến sĩ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, xây dựng lực lượng Công an thị xã, thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Tây thị xã Hòa Thành vừa tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà. Chương trình hoạt động theo phương thức như giỏ sách nhựa, nước mắm, nước tương, rau củ quả để đổi lấy các loại phế liệu bằng nhựa như chai nước, đồ nhựa. Tham dự chương trình, các hội viên phụ nữ được nghe cán bộ hội tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa và các phương pháp xử lý, phân loại rác thải nhựa đúng cách, cùng chung tay bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp. Chương trình được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, hưởng ứng và đã thu được gần 20 kg phế liệu nhựa từ các hội viên phụ nữ đến đội quà. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để tổ chức cho chương trình kỳ sau. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thị xã Hoa Thành hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 16 giờ vào thứ năm hàng tuần trên các hạ tầng của TTV11. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.